Vâng, hello, chào tất cả anh em đang xem video. Mình là shop Tây Gấu từ về Việt Nam nha. Số đây là số điện thoại Zalo của mình nha. Zalo của mình là số 0368362556. Anh em mua hàng, anh em add Zalo để mua hàng nhé anh em. Ok. Thì hôm nay shop Tây Gấu từ về sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu tây gấu mới anh em. Đây là mẫu tây đấm gấu phiên bản Gold 18K mạ vàng anh em. Đó, đây là một sản phẩm mới của shop mình. Thì sản phẩm này á thì nó được làm chất liệu là bằng thép nha anh em, bằng thép, và nó được mạ vàng 18K rất là đẹp nha anh em. Nói chung cái bản này thì nó lai lai cổ điển nha anh em, nó lai lai cổ điển nha. Và nó có nhiều ký hồ vàng rất là đẹp nha anh em, anh em thấy không, hồ vàng này. Thì cái tay gấu này nha anh em, shop mình sẽ đặt với nó là cái tên nha anh em, là shop là tay gấu màu vàng chữ thập nha anh em. Vì sao? Vì trên những cái đầu đấm nó có những cái chữ thập này anh em thấy không. Thì anh em nói bán cho tôi một cái tay gấu vàng gold chữ thập là mình biết nha. Vì hiện tại shop mình có rất là nhiều mẫu, cho nên mình đặt nó cái tên này để cho nó dễ phân biệt nha anh em. Đó. Thì giá mình báo luôn. Thì giá là 200.000 một cái nha anh em. 200.000 một cái. Mua hàng bao ship nha. Nhận hàng anh em kiểm tra hàng thoải mái. Hàng chất lượng thì lấy, nếu phát hiện hàng không chất lượng á thì trả về cho shop nha. Hàng rất đẹp nha anh em. Đó. Cái này như anh em hỏi là cái cần hỏi size không thì mình nói luôn. Cái mặt hàng này nha anh em thì nó là hàng free size nha anh em. Hàng free size. Là sao? Là tay nào anh em cũng có thể sử dụng được nha. Nó là hàng free size anh em. Khi nó đã thiết kế ra thì nó đã tính toán rồi nha anh em. Nên mua hàng về anh em chỉ cần đeo vào tay và sử dụng nha anh em. Cái này anh em có thể bỏ vào túi quần này, cặp xe hoặc là cặp sách. Vì sản phẩm nó rất là nhỏ gọn nha anh em. Anh em xem cái lòng bàn tay của mình này, mình đỡ vào, đó anh em thấy không, nó vừa lòng bàn tay luôn nha. Cái này anh em mà đi khuya anh em bỏ túi quần á thì nó như một cái điện thoại nha anh em, rất là nhỏ gọn nha. Đó. Thì sản phẩm này thì đây là một mặt hàng mới về của shop mình. Anh em mua hàng thì anh em hãy liên hệ qua Zalo nha. Số Zalo đang hiện trên màn hình nha anh em. Zalo nè, 0368 362 556. Anh em chụp lại cái ảnh này nha anh em. Anh em nhắn tin về lô, anh em hỏi mình tay gấu này còn không. Nếu mình nói còn thì anh em hãy cho họ tên, địa chỉ, số điện thoại và shop mình sẽ gửi hàng cho anh em nhé. Mình gửi hàng nha anh em là hình thức là COD, nhận hàng giao tiền. Nhận hàng anh em kiểm tra hàng thoải mái, đúng hàng thì anh em lấy, không đúng hàng thì anh em trả về nha. Đây, mình cho anh em xem lại một lần nữa nha. Hàng rất là đẹp nha anh em. Đó, thấy chưa? Đây là một sản phẩm tuyệt vời dành cho anh em đam mê. Đó. Rồi anh em mua anh em liên hệ nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye anh em. I'm gonna take it down.